nữa cơ. Đồng ý không? Bây giờ cô hỏi con bằng tiếng Anh nha, con trả lời nhá. Ok. À, giờ ngồi đứng dậy. Stand up. What's your name? My name is Kia. Yeah. How old are you? I'm 6 years old. Okay. Which school? Which school do you go to every day? Which school? I go to Newton Grammar School. Okay. And what subject do you like best? Play football. Play football? No? What's up? Play Sasuke. Sasuke? Yeah. Nào cả xe cho một tràng vào tay cho bạn Nguyễn Vũ Kỳ Anh nào. Bạn là người duy nhất mà giới thiệu bằng tiếng Anh rất là giỏi nha. Rồi bây giờ thế này.